Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở Ba Đình của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu nè quý vị. Sau đây xin mời quý vị cùng tham quan Ba Đình. Đây là một trong những cái địa điểm mà rất là nhiều người có thể là biết tới. Đối với Ba Đình. Đây là chợ Ba Đình nè quý vị. Đây là địa chỉ mà rất nhiều người Hoa sinh sống. Rồi hồi nhỏ con đi là cái chợ này nó bèo bèo lắm, không có cái này đâu. Con đi cách đây cũng mười cũng cả chục năm rồi đó, mấy chục năm rồi. Dạ, tại vì mỗi lần con đi vô Vĩnh Thuận là con ghé đây nè. Đó là con lên xe. Dạ, sau này mới sửa lại mấy đợt rồi. Dạ rồi rồi, ý này chắc người Hoa luôn rồi. Mà ý này
Rồi con cảm ơn mày. Hello. Giá sáng nó chờ nước ngập về ra mà không lại chụp. Đăng lên mạng lên mà sửa. Con ơi còn hăng đi ruộng nữa vậy. Hồi nãy con chạy đường ở trong chút nó ngập luôn hết cái con đường. Ừ. Nó ngập vô cái nhỏ này ngồi lên kia luôn á. Nó là mượn kéo mình tới ta. Thì con quay. Dạ con ở Gạch Giá. Nghe nè. Dạ. Nó đi chụp hình, nó qua chi, nó gõ cho bên nước ngoài. Không có. Dạ. Ủa, còn ra đây con quay cái khuôn này nè, mới đẹp. Ủa chị sáng sớm ở đây chắc tấp tập lắm hả? Ghê xuống. Sáng nhiều. Giờ này hết rồi ta ăn rồi. À dạ. Đây là chào Ba Đình nè quý vị. À, mời quý vị tham quan tiếp nha. Dạo này mình mua mát được không cũ? Mát cũng là đỏ một chút. À dạ. Dạ sắp tới rồi. Vô đó cái là hết rồi phải không mày? Đó rồi, đây đây nhà làm nghỉ đó rồi, có mấy ô trước rồi xong cổng đóng cửa không à. Rồi rồi, thôi để con đi vô đó cái con bọc lại cái. Dạ. Đây là bưu điện của huyện Hồng Văn, của ấp Quan Phá, xã Ba Đình nè quý vị. À, chút nó làm xe chạy ngang đường này luôn nha quý vị.
Đấy. Đúng rồi Phin. Dạ. Cho nó gạch giá cô ý rồi. Dạ. Dạ. Quay ngoài gạch giá à. Dạ. Con quay gửi cho các cô chú ở nước ngoài thôi. Để đây toàn là người Hoa không. Dạ ít à, cái này không có mắc đâu ý ơi. Nước lớn là hơi ngập rồi quý vị. Rồi sau đây Lâm sẽ quay ngược lại chỗ miếu bà nha quý vị. Đây là miếu bà nè quý vị. À, miếu bà hướng sông rồi. Đây là ngã Ba Đình nè quý vị. Sông Cái Lớn. Thank you.
huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang đó quý vị. Còn đây là huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Phía trong miếu bạc mang dép rồi. Đây là phía trong miếu bà. Kiến trúc này mình mới làm lại hả? Ờ, cái chút 2008. Dạ. Cái này là mình bằng gỗ hay là bằng chúng ta đâu à? Dạ. Ta vừa ra khỏi xã Ba Đình của huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ chạy xuống Bến Đò kết thúc hành trình thăm Ba Đình. Ngày xưa mà Lâm đã xuống đây nhé.
ti ngang dừa Cần Thơ Vị Thanh và đầu lộ Rạch Giá nữa quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi.